Chào tất cả các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc nha. Nay máy cũ thì em quay nhiều rồi, thi thoảng thì bên em lại về được lô máy mới nhá. Thì các bác vừa xem vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Đây còn hai số điện thoại trực tiếp mua hàng ở bên em đây, tránh gọi là anh em gọi nhầm số và tránh tình trạng là lừa đảo. Đấy thì em là Quyết, em Bắc Giang, em giới thiệu một chút về kênh bên em nhá. Em Quyết, em Bắc Giang, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Hai số là hai người khác nhau nhé. Các bác mua thì các bác điện trực tiếp một số một thôi. Đấy. Thì hôm nay bên em về mấy cái đầu máy mới này, Longin này, Lifan này, đấy mấy cái đầu máy thì anh em một chút nữa thì bên em sẽ đi sâu vào chi tiết. Thì anh em vừa xem kênh vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá, cho kênh một nút like sau anh em xem lại nó dễ. Mà anh em có muốn mua cái dòng máy đắt tiền hoặc cao tiền, hoặc là cái dòng hai thì, hoặc là dòng máy Lào, thì anh em có thể chụp ảnh gửi trực tiếp cho bên em và bên em sẽ đặt hàng nha. Hàng cũ hàng mới bên em đều có hết. Rồi thì đây thì bên em giới thiệu một con Lifan. Đấy, Lifan nhá. Con này thì em giới thiệu một chút, đó nó lắp vào xe gì nhá. Con này là Lifan 125 côn tay. Con này thì bên em có côn tự động nhá, có cả côn tự động nhá, Lifan côn tay, côn tự động bên em đều có hết. Con này của nó là hơi 125 nhá, P-7 125. Con này thì là đây đầu bò 4 ốc nhá. Thì anh em là mua xe gì hoặc là như nào thì anh em cứ nhìn đầu bò 4 ốc nhá. Đầu bò 4 ốc của dòng Honda là lắp được hết nha các bác nhá. Thì nó lắp xe Way, xe Jim, xe Cup, xe Win. Đấy, anh em lắp được hết nhá. Và kèm theo bộ phụ kiện nó là chế hòa khí này. Và trong miền Nam gọi là bình xăng con nhé các bác nhé, bình xăng con này. Và theo mang cá này, cần đạp cần số. Đấy, cần đạp cần số nhé các bác nhé. Đây, con này loại cẩn thận đến mức độ khi gập xuống nó không bị gãy nhé. Đấy, cổ hút, lọc gió, cần đạp cần số. Đây, và số của nó sẽ là số số móc này các bác nhé. Đây, số móc này. Anh em nào đã đi chơi số móc cũng như con số sẽ win thì anh em đã hiểu là cái số móc nó như nào. Đấy, thì anh em độ là thì tất cả các dòng xe của dòng Honda nhé các bác nhé. Đấy, các bác mua. Con này thì thường là anh em hướng tới những các bác là mà hay chơi 67 này. Chơi 67 hoặc lắp Charlie. Nếu mà anh em mà các bác mà thật sự với các bác là và các bác là chơi có tuổi rồi mà không muốn đạp nữa thì anh em đè nhé. Đây con này nó có đè gầm nhé. Đấy gọi là Lifan côn tay đè gầm 125cc. Đấy anh em mua về anh em có thể là lắp được luôn. Đấy và chạy tua đường dài và nó rất chi là bền bỉ và máy nó im đét các bác nhá. Máy nó cực kỳ ngon. Đấy các bác, hàng chính hãng cực kỳ ngon nha các bác nhá. Nên là khi mà ra sản phẩm này thì cái công ty Lifan này nó đã hướng tới khách hàng như các bác là lắp xe Way, xe Jim, xe Cup, xe Win, tất cả dòng Honda. Đấy các bác lắp hết nha. Rồi. Máy cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Đấy. Rồi thì đây cái cần số này nó lắp như này thì anh em móc nhá. Đấy số móc gọi là số móc. Rồi. Rồi, tiếp theo con thứ hai. Con thứ hai sẽ là con Lifan. Con này nó khác con trước là con này là nó là đây. Con này là Lifan 125cc, côn tay đề trên nhá. Thì bên em có cả đề dưới rồi đề trên. Đấy, đề trên này. Đấy, anh em lắp cho xe Way, Jim, Cup, Win được hết nhá. Đấy form máy nó đẹp hơn con nó form máy nó đẹp nhá. Thì anh em mua được con này thì anh em có thể lắp xe Way, xe Jim nhá. Và hơi con này là hơi gang. Đấy, hơi gang này. Đấy, hơi gang 125. Con này giá bên em giờ đang chào bán cho các bác là 5.300.000 đồng bao ship cho tất cả các bác cùng tất cả anh em. Đấy, là côn tay. Và con này nó đặc biệt một cái nữa là nó cái cốt máy này dài này. Thì anh em mua côn tự động hoặc là côn tay, anh em muốn cái cốt này dài ra thục sâu vào xe ba bánh nhá. Giờ bên em đều có hết những cái cốt đấy nhá. Đấy, và con này thì nó đã cốt dài rồi. Thì anh em lắp xe Way thì khỏi phải độ côn nữa, mà chạy nó rất chi là bốc là khỏe anh em đi đường đèo nhá. Đấy, anh em lắp xe Lào cũng được. Way, Jim, Cup, Win anh em lắp được hết, anh em chỉ độ cái tay côn này. Đấy. Thì thường thường là anh em hay đam mê anh em chơi nhá, thì anh em lại độ thêm cái bộ côn nồi côn ở đây để anh em bóp vào xong mới vào số. Nhưng mà con này thì không, các bác là cứ về các bác là thẳng cánh cò bay các bác lắp được. Xe Way, xe Jim, xe Win, Cup anh em lắp được hết nhá. Nhưng thường thường thì những cái con như này thì thường các bác là hay chơi Win tàu, con Win Detect tàu nhá, thì anh em lắp được hết nhá. Con này giá côn tay thì nó sẽ cao hơn côn tự động một chút. Đấy còn bên em cũng côn tự động giá 5 triệu thôi.
thì là anh em về anh em lắp xe ba bánh này, anh em lắp xe tất cả các dòng xe UAZ vậy anh em lắp mới. Thì thường thường là khách hàng của em khi đã mua hàng của bên em ấy thì là người ta hay bảo là sửa một con xe, một con máy nó cũng mất tầm 1,5 triệu đến 2 triệu các bạn, mà đi nó cũng không ra gì các bạn, nó không thể nào bằng đồng bộ mới lên như này được. Mới thì các bác về có chạy 3-4 năm các bác không phải sửa, không phải hỏng vặt gì nữa. Vì đôi khi thợ gặp thợ có tâm thì nó họ thử sửa những cái đầu bò này các bác nhỉ, cam cò lấm ấy, thì là nó không bị dơ, thì là sửa không đồng bộ thì là sẽ không bao giờ ngon được. Đấy, cả cả côn nữa, côn các bác là cái quả búa trong này, à quả văng này các bác không láng đi mà nó rộng rồi ấy, thì là nó sẽ đi rất chi là kém. Đấy, và côn tải nữa họ thay đi thì là nếu mà không đồng bộ không ngon được thì là đi cũng rất chi là chán. Đấy, và các bác cũng mất 2 triệu đồng thì các bác thay vì thế các bác thêm một chút nữa, cố thêm một chút nữa các bác đi con xe mới này cực kỳ ngon luôn, bảo hành cho các bác 6 tháng máy cực kỳ ngon nhá, hàng xuất chính hãng của công ty Lifan này. Đấy, thì em cũng quay sơ qua để tả cho các bác. Đấy, các bác là có nhu cầu mà muốn mua cái này thì bên em có côn tay, côn tự động đều có hết nhá. Rồi bên em thì con này thì nó kèm theo phụ kiện cho các bác là cần đạp, cần số chế hòa khí nhá. Đấy rồi, đấy lại một con nữa thì lại sang một cái dòng gọi là Longzin. Đấy, con này Longzin này, con này nó giống máy UAZ SX này, UAZ SX 110, nhưng mà con này là con Longzin lòng nước đây, công ty Trong Queen Longzin ISO 9001. Cái này thì nó là cũng chuyên để anh em độ chế hoặc là lắp xe ba bánh này. Đấy, thường thường bên họ là lắp ba bánh nhiều, hoặc là anh em chạy chơi mà tải hàng nặng anh em chơi đây, nó có bơm nước này. Đấy, bơm nước nhá, bơm nước đây thì nó sẽ làm mát cái đầu bò này, cái hơi nhá, làm mát hơi. Và đầu bò giống con Solix này, đầu bò giống con Solix nhá, và cam cò nó sẽ chạy trụng hết trong này. Đấy, thì anh em lắp vào dòng xe Honda để anh em độ chế chơi. Và con này là hơi 130 nhá các bác nhá, hơi 130, côn tự động bốn số tròn, cốt máy dài này, anh em lắp vào ba bánh được, rồi anh em lắp hai bánh cũng được. Đấy, đấy, giá con này thì nó hơi cao một chút thì các bác liên hệ trực tiếp cho bên em nhá. Đấy thì các bác yên tâm là khi mua những sản phẩm bên em, các bác lưu số vào hoặc là tìm trên kênh của bên em đăng ký kênh Quyết Bắc Giang, thì anh em cứ điện trực tiếp cho em hai số đấy, là anh em sau có hỏng hơi này, hỏng đầu bò này, hỏng tất cả những cái thứ gì trong này là bên em đều có phụ tùng thay thế, các bác yên tâm nó là như vậy. Đó, tất cả phụ tùng thay thế hết nhá. Đấy, con này là con anh em mua độc máy không này, cần đạp, cần số, chế hòa khí không. Còn nếu mà anh em muốn thêm két nước nữa, hoặc là anh em chưa có két nước thì anh em cứ báo bên em là mình muốn mua thêm két nước. Đấy, còn anh em nào chạy ngắn ngắn chơi chơi thì anh em tháo két nước không cần. Đấy, không cần két nước nữa được. Đấy, rồi anh em có nhu cầu mua thì con này là cái tên của nó là Longzin 130 lòng nước các bác nha. Đầu bò giống con Solix. Đấy, anh em có nhiều anh em đã về anh em lắp rồi, test rồi. Đấy, cũng chạy cũng rất là ngon các bác nha. Đấy, máy mới máy cũ thì nó cũng không có hề rẻ đâu. Nói thật các bác là nó không rẻ nha các bác nha. Đấy, máy tàu thôi nhưng mà chất lượng. Bên em là chuyên cung cấp những cái mặt hàng mà hàng nội địa chứ không phải hàng xuất sang Việt Nam. Đấy, hàng xuất sang Việt Nam chỉ có Insiang này. Đấy, và cái dòng DTEC thôi, hàng xuất sang Việt Nam. Chứ còn riêng cái hàng hàng Longzin này thì các bác là không có ở Việt Nam mà ấy, thì là các em nhập trực tiếp hàng nội địa nha. Rồi, con này là Longzin 130 côn tự động nòng nước. Rồi. Rồi, tiếp theo con thứ cuối cùng ngày hôm nay. Đấy, em báo giá máy đẹp mà ngon luôn. Đấy. Rồi, con này sẽ là con Longzin 125cc. Con này máy màu bạc nha các bác nha. Longzin 125cc, máy màu bạc côn tay. Thì cũng nói như cái con trước rồi, thì nó cũng như con Lifan. Thì con này nói luôn với các bác là bên em đều có côn tự động và côn tay hết. Đấy, côn tự động, côn tay là bên em đều có nhá. Và cái đầu bò này thì ốc nó rất dày, nó giống con máy gì nhỉ? Honda Super Dream City. Thì đầu bò nó dày này, ốc to. Đấy, nó sẽ chắc chắn, gia cố chắc chắn hơn. Và hơi của nó là hơi 130, Lifan 130 nhá. À, Longzin 130 côn tự động. Đấy, cốt dài anh em lắp vào xe ba bánh này hết này. Thì con này em quay mẫu thôi, thì hôm nay em hết cái dòng con côn tự động rồi, thì bên em còn côn tay này. Nếu các bác mua thì các bác cứ báo cho bên em là con Longzin 130 côn tự động
anh còn không form máy như thế này thì là bên em sẽ báo cho các bác đấy, trong gì 125 130 gì đó thì các bác cứ liên hệ bên em đấy. Cốt dài là 3 bánh nha, thì anh em là chạy chơi hoặc là muốn côn tay chạy trải nghiệm, hoặc là anh em muốn máy là bốc giật khỏe thì anh em có thể chơi con này nha. Rồi Longin 130, Longin 130 máy cực kỳ đẹp nha. Ấy thì em quay sơ qua để giới thiệu tất cả các bác cùng tất cả anh em trên toàn quốc, thì anh em cứ mua con nào hoặc là như nào thì anh em cứ điện trực tiếp cho bên em nha, để được tư vấn nhiều hơn thì anh em cứ điện. Thì bên em cung cấp tất cả các loại động cơ cũ mới đều có hết nhá, động cơ cũ mới, Uazim Cup Win đấy, bên em nhiều lắm, các bác đăng ký kênh, các bác vào xem kênh của bên em, xe ba bánh, xe lưng, tời điện, dàn giáo điện, rồi những cái mặt hàng nào mà anh em cảm thấy thị trường nó không có thì bên em sẽ có các bác nhá, là muốn chế cháo thì các bác điện trực tiếp cho bên em. Rồi em giới thiệu chân thực nhất về tất cả các loại mặt hàng bên em đang bán thì các bác có thể liên hệ bên em để anh em tư vấn nha, để bên em tư vấn nha. Rồi thân ái chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc.